Xin chào quý vị anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục đó là cập nhật những thông tin về xung đột ở tại Ukraine cũng như là bàn cờ quân sự trên thế giới. Chiến sự ở tại Ukraine đang nằm trong tháng thứ 11 và có nhiều dấu hiệu cho thấy sự suy kiệt của tập thể phương Tây trong quá trình hỗ trợ và viện trợ cho Ukraine. Và tình hình chiến sự ở tại Ukraine thì đang đi vào thế bế tắc. Và cái thế bế tắc đây là bế tắc trong quá trình mà Mỹ cùng NATO hỗ trợ và viện trợ cho Ukraine về mặt vũ trang cũng như là về mặt đó là dân sự. Trong khi thời tiết thì ngày càng cực đoan hơn. Thế trước tình thế như vậy thì Nga đã kiện toàn về ba mặt gồm miền Nam, miền Đông và miền Bắc. Nhưng ngày hôm nay có một cái thông điệp là Ukraine phát hiện là phía Beirut thì Nga có tới hơn 10.000 binh sĩ nơi đây. Vậy trước tình thế như vậy thì có nhiều cái dấu hiệu mà Mỹ đang muốn đẩy quân vào trong Ukraine dưới dạng binh đoàn lính đánh thuê. Nhưng không chỉ có quân Mỹ mà lực lượng NATO sẽ đi vào. Ngay sau đó thì ông Tổng Thư ký NATO Stoltenberg ấy, thì ông có lời cảnh báo rằng không được đánh giá thấp đó là Liên bang Nga. Khi mà đánh giá thấp Liên bang Nga trong cái trường hợp đẩy Nga vào tới chân tường, việc đầu tiên mà NATO cần phải gánh chịu là những cơ sở quân sự ở tại EU của NATO đấy sẽ bị đăng xuất nằm trong tầm bắn của tên lửa Kinh Gian của Nga. Đây là yếu tố mà ông Stoltenberg gửi lời cảnh báo tới cho cả tập thể phương Tây. Mặc dù trước đó một ngày thì ông Stoltenberg đã nói cái giải pháp nhanh nhất để giúp cho Ukraine tiến tới hòa bình là tăng cường viện trợ vũ trang cho Ukraine và tiếp tục viện trợ vũ trang cho Ukraine. Vậy chính ông Stoltenberg cũng đã thể hiện là một trong phát ngôn dành cho Nhà Trắng khi mà đưa ra thông điệp là con đường đi tới hòa bình cho Ukraine là con đường viện trợ vũ trang. Nó thể hiện tinh thần của tập thể phương Tây dưới sự lãnh đạo của Hoa Kỳ là kiên quyết chống Nga tới cùng và kiên quyết phải đánh bại Nga bằng mọi cách thì thôi. Nhưng ngay sau đó Hoa Kỳ có động thái là đưa quân và đã có quân ở trong Ukraine. Thì ông Stoltenberg lại gửi lời cảnh báo là không được xem nhẹ Nga. Tức là chúng ta ủng hộ cho Ukraine về vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, về những yếu tố để chống lại đó là xâm lược. Nhưng tập thể phương Tây cũng cần phải coi trọng những gì mà Nga đang có, xem nhẹ là con đường tự sát. Cho đến ngày hôm nay, sau hơn 10 tháng diễn ra xung đột, có lẽ tất cả mọi dự đoán và mong muốn của tập thể phương Tây về một nước Nga suy tàn và suy yếu về mặt an ninh, nó đã và đang thất bại. Người ta chỉ thấy Liên bang Nga mạnh mẽ hơn và đứng vững như bàn thạch. Nhiều vũ khí và khí tài mới được ra đời. Lực lượng vũ trang tham gia ở tại Ukraine ấy, nhận được nhiều khí tài mới hơn. Và một lời tuyên bố với tập thể phương Tây là tên lửa Kalib của Nga không bao giờ hết. Đây được coi là một tin rất buồn dành cho Mỹ và châu Âu. Khi mà họ kỳ vọng là viện trợ cho Ukraine thì Nga sẽ suy yếu về mặt an ninh quân sự đấy. Đó. Ví dụ như ngày hôm nay Nga cáo buộc này, hàng trăm quân nhân của Mỹ đang ở Ukraine. Thì quân nhân của Mỹ và NATO ở Ukraine là điều hiển nhiên rồi. Bởi vì chính NATO thừa nhận rằng những vũ khí theo tiêu chuẩn của NATO, binh sĩ Ukraine chưa thể dùng được nó. Mà để dùng được những vũ khí theo tiêu chuẩn NATO thì binh sĩ Ukraine sẽ mất nhiều năm. Vậy thì hệ thống tổ hợp HIMARS nó có phải là vũ khí theo tiêu chuẩn NATO hay không? Pháo tự hành của Pháp, của Mỹ, của Đức, của Anh chuyển giao cho Ukraine nó có phải theo tiêu chuẩn NATO hay không? Và đều sử dụng bằng đạn dẫn đường. Tức là những vũ khí kỹ thuật theo tiêu chuẩn NATO thì buộc phải là những chuyên gia của NATO mới có thể vận hành được nó. Vậy thì lực lượng của tập thể phương Tây đã xuất hiện ở tại Ukraine dưới dạng binh đoàn lính đánh thuê hoặc những chuyên gia và cố vấn dân sự, nhưng hoạt động thì là quân sự. Rồi. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga cáo buộc hàng trăm quân nhân của Mỹ có thể đang ở Ukraine cho rằng phương Tây đang trong cuộc chiến với một câu. Trước đó thì ông Lavrov cũng đã có lời cảnh báo cho tập thể phương Tây trước khi tuyên chiến với lại gấu Nga. RT đưa tin này, trong một bài trả lời phỏng vấn thì Ngoại trưởng Nga Lavrov cáo buộc
Mỹ dường như đã triển khai hàng trăm quân nhân tại Ukraine. Ông Lavrov cũng cáo buộc các quân nhân, này, cố vấn quân sự và sĩ quan tình báo của Mỹ từ lâu đã trở thành những người chỉ đạo chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga trong suốt hơn 10 tháng qua. Hàng chục, có thể là hàng trăm quân nhân Mỹ đang ở Ukraine. Họ đã ở đó trước cả khi cuộc chiến diễn ra và trong quá trình cuộc chiến diễn ra thì có những cố vấn mới đi vào đây. Các quan chức CIA đã ngồi ở ít nhất một tầng trong văn phòng ở cơ quan an ninh Ukraine. Mỹ nhiều lần khẳng định là họ chỉ hỗ trợ Ukraine tự vệ và không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến với Nga vì lo sợ xung đột sẽ vượt ra ngoài sự kiểm soát. Tuy nhiên, ông Lavrov cáo buộc tùy viên quân sự của Mỹ tại Kiev đã đưa ra lời khuyên quan trọng cho chính quyền Ukraine, nói rằng là các chuyên gia quân sự rõ ràng không chỉ tham gia vào các chuyến thăm tới Bộ Quốc phòng của Ukraine mà còn tham vấn trực tiếp về chiến dịch quân sự đặc biệt để hỗ trợ cho Ukraine. Vậy đây là một động thái. Chúng ta thấy là bản thân binh sĩ của Mỹ và NATO đã có ở trong Ukraine, nhưng cái số lượng này Hoa Kỳ đang nâng cao hơn, bởi trong thời kỳ then chốt hiện tại thì Ukraine đang cạn dần những kho dự trữ đạn dược vũ trang theo tiêu chuẩn của Liên bang Xô Viết, cũng như là kho vũ trang mà phương Tây viện trợ cho Ukraine, nó cũng đã đang cạn kiệt. Vậy thì để đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động ở tại Ukraine trong thời điểm then chốt hiện tại, thì tập thể phương Tây có thể cần phải chuyển giao những vũ khí theo tiêu chuẩn NATO. Mà chuyển giao nhiều vũ khí theo tiêu chuẩn NATO thì buộc phải chuyển giao nhiều binh sĩ của phương Tây vào trong Ukraine. Còn nếu không, trong trường hợp Nga phát động một chiến dịch tổng tiến công quy mô lớn vào mùa đông giá lạnh tới đây của 2023, thì có thể những binh sĩ Ukraine hiện tại đang có với vũ khí khí tài đấy, nó không đủ để cầm chân Liên bang Nga được. Đó. Trong khi đó thì Nga lại tập kích hàng loạt sở chỉ huy quân sự của Ukraine trong một ngày. Trong cuộc tập kích diện rộng, Nga đã nhắm đến các mục tiêu trung tâm chỉ huy quân sự, tổ hợp quốc phòng của Ukraine. Quân đội Nga đã tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao trên không và trên biển nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự, hạ tầng năng lượng quốc phòng Ukraine. Tát dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Kolesnikov cho biết được việc này. Ông Kolesnikov cho biết là Nga đã đạt tất cả các mục tiêu đề ra trong đợt tập kích vừa qua, mặc dù phía Ukraine vẫn nói là bắn hầu hết các tên lửa hành trình của Nga. Nhưng mà kết quả cuối cùng cho cuộc tập kích thì nó vẫn đạt được dưới sự thừa nhận của chính quyền Kiev rằng tổn thất rất nặng về cơ sở hạ tầng cũng như là những căn cứ quân sự và đạn dược, làm tê liệt về tuyến hậu cần và gây thiệt hại lớn cho những cơ sở hạ tầng của Ukraine đấy. Thế thì kết quả cuối cùng thì Nga vẫn đạt được, mà cái kết quả đó thì Ukraine không dễ để khôi phục lại được ngay. Đây cũng là một trong khó khăn mà tập thể phương Tây đang cung cấp những thông tin tình báo và vá lỗ hổng phòng không cho Ukraine đấy. Còn tướng tình báo thừa nhận là xung đột quân sự ở Ukraine rơi vào thế bế tắc. Trong lúc rơi vào thế bế tắc thì tập thể phương Tây lại gặp nhiều khó khăn về các vấn đề ngoại giao cũng như là mất tinh thần, tức là cảm thấy mệt mỏi trong quá trình viện trợ và hỗ trợ cho Ukraine. Budanov, người đứng đầu tổng tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết cuộc xung đột quân sự ở Ukraine đã rơi vào thế bế tắc. Chúng tôi có thể đánh bại họ một cách toàn diện trong mọi lĩnh vực. Họ cũng vậy, chúng tôi mong chờ nguồn cung cấp vũ khí mới và sự xuất hiện của các loại vũ khí tiên tiến hơn, ông Budanov nói. Ông Budanov cho biết là lực lượng vũ trang Ukraine không thể đạt được tiến bộ đáng kể trong hoạt động do thiếu hụt nguồn cung cấp. Vậy mà để rồi trên những trang tin của những thành phần Mê Tây và Liên minh truyền thông phương Tây thì đâu đó lực lượng vũ trang Ukraine vẫn đang ở trên thế áp đảo so với lại Nga. Và có thể nói là lực lượng vũ trang của Liên bang Nga trong thời gian vừa qua bị tổn thất vô cùng lớn, bay màu các kho đạn dược liên tục, các lữ đoàn cũng bay màu liên tục.
rồi thì binh sĩ Liên bang Nga ra giơ tay đó đầu hàng. Nhưng mà ngay sau đó thì đó là những lời kêu gọi về sự tổn thất và mong muốn nhận được sự viện trợ lớn hơn nữa đến từ tập thể phương Tây. Chỉ huy tiểu đoàn súng trường số 48 thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 72 của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã đạt phàn nàn về việc thiếu súng cối gần những khu vực thị trấn ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Trong một cuộc phỏng vấn với lại tờ Time, ông nói rằng là các binh sĩ Ukraine có ít pháo hơn nhiều so với người Nga. Tỷ lệ súng cối là 1:7 nghiêng về người Nga. Đây là một sự thật và làm cho tình hình chiến sự rơi vào bế tắc. Trong khi toàn bộ lãnh thổ của Ukraine đang hứng chịu những hỏa lực dẫn đường tầm xa của Nga để làm tê liệt về mạng lưới năng lượng, dẫn tới khó khăn trong hậu cần và vận chuyển hỗ trợ cho tiền tuyến. Đây cũng là một trong mặt khó khăn đối với là binh sĩ của Ukraine ở ngoài chiến trường, làm cho tinh thần chiến đấu các binh sĩ cũng bị sụt giảm. Trong cái thời tiết hiện tại, nó chưa phải là thời tiết cực đoan. Trong cái thời tiết cực đoan làm cho mặt đất đóng băng hết, cái việc di chuyển sẽ cơ động hơn. Trong thời điểm đó đang đe dọa trên toàn bộ lãnh thổ của Ukraine, lực lượng vũ trang Ukraine không còn những vũ khí tương xứng để mà chiến đấu với binh sĩ của Liên bang Nga nữa. Ukraine đã phát hiện là Nga có khoảng hơn 10.000 binh sĩ ở tại Beirut. Min bất ngờ là diễn tập chuyển từ thời bình sang thời chiến. Đây là những động thái đáng ngờ mà phía Ukraine phát hiện được tình hình ở tại Beirut. Người đứng đầu cơ quan biên phòng Ukraine đã báo cáo rằng hiện tại Nga đã triển khai một nhóm 10.200 binh sĩ ở Beirut và con số này không đủ cho một cuộc tấn công vào Ukraine. Ông nói trong một bản tin chung của quốc gia ngày 24/7 là nhóm lực lượng vũ trang Liên bang Nga triển khai tại Beirut có khoảng 10.200 quân nhân khỏe mạnh và không thể thực hiện nhiệm vụ tấn công liên tục vào lãnh thổ của nhà nước chúng tôi. Ông tuyên bố là cơ quan tình báo quốc phòng, cơ quan biên phòng, nhà nước và các đơn vị điều tra tác chiến giám sát tình hình trên lãnh thổ của Beirut. Hàng ngày họ cũng được giúp đỡ bởi các trợ lý không chính thức. Tất cả đều báo cáo rằng người Nga không có đủ cơ hội thực sự để tấn công. Đây là một trong những báo cáo mà phía Ukraine đưa tin ra, phần nào đó để trấn an binh sĩ đang tiến công ở mặt đó là phía Đông và phía Nam, cũng như để rộng đường dư luận để điều tiết vũ khí và khí tài tập trung vào mặt trận đó là miền Đông. Nhưng thực ra đây là một trong thông tin mà bản thân phương Tây, bản thân Kiev đang tung hỏa mù ở đây. Còn trong sự thật, khi mà ở tại biên giới phía Bắc của Ukraine áp sát với Beirut, khi mà lực lượng Nga cùng Beirut đã triển khai một lực lượng hỗn hợp ở nơi đây cùng nhiều vũ khí khí tài hạng nặng như S-400, như Iskander, cùng nhiều xe tăng bọc thép hiện đại đã có mặt ở đây, thì tập thể phương Tây cùng Ukraine đủ khôn ngoan để hiểu rằng không thể bỏ qua cái trường hợp Nga thực hiện tổng tiến công về ba mặt giáp công vào trong Ukraine. Trong trường hợp đó thì đừng nói rằng Nga chỉ có 10.200 quân, mà có thể mỗi một mặt có hơn 100.000 quân với đầy đủ vũ khí và khí tài và hỗ trợ hậu cần kịp thời. Đây là một lực lượng áp đảo đối với lực lượng vũ trang của Ukraine. Và việc Ukraine ngày hôm nay thì binh sĩ chuyên nghiệp và vũ khí tương xứng đang bị cạn kiệt. Vậy thì mặt trận ở phía Bắc để bảo vệ thủ đô Kiev, Ukraine cũng không thể lơ là. Cho nên cái thông tin này nói rằng là Nga chỉ có 10.200 quân ở mặt trận đó là Beirut, nó là một thông tin để trấn an cho binh sĩ ở ngoài chiến trường, chứ nó chưa phải là một thông tin rằng Nga chỉ có tần lý quân và không đủ để tấn công vào trong Ukraine. Trong khi tập thể phương Tây thì đang lo ngại, và trước đó tình báo của Ukraine cũng rất lo ngại là Nga sẽ tái hiện lại
cuộc tấn công từ Beirut đi vào như đầu chiến dịch để đi vào thủ đô, đó là Kiev. Và việc này đối với Nga hiện tại nó sẽ không phải là vấn đề khó khăn, đúng không? Kiev đã thừa nhận là mất 15.000 quân nhân, mất 15.000 quân nhân của Ukraine đang phân tích này, muốn phi quân sự hóa của Nga. 15.000 quân nhân mất tích. Thế cụ thể là như nào đây? Khoảng 3.400 quân nhân Ukraine hiện đang bị Nga giam giữ. 15.000 người khác đang mất tích. 15.000 người khác đang mất tích. Đặc phái viên của Tổng thống Ukraine về đảm bảo quyền cho binh sĩ Ukraine thừa nhận việc này. Tức là mất là 15.000. Tù binh là khoảng 4.000. Thế là mất 19.000. Con số đang vượt tất cả những con số mà Ukraine trước đây báo cáo về tổn thất. Theo Interfax thì bà vợ Vivica cáo buộc Nga đang từ chối cho Hội Chữ Thập Đỏ tiếp cận các trại tù binh và vi phạm Công ước Geneva một cách có hệ thống. Đây lại là một lời tuyên truyền. Đây là một lời tuyên truyền mị dân một cách truyền thông bậy bạ đến từ Ukraine theo chỉ đạo của Hoa Kỳ. Trong khi Hoa Kỳ không những là cho Hội Chữ Thập Đỏ mà cho cả Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc tiếp cận với diện với tù binh của Ukraine cơ mà. Cho cả những nhà báo tiếp cận với tù binh Ukraine cơ mà. Nhưng mà những cái tội ác ở trong tù thì nó đang xảy ra đối với lại quân nhân Ukraine. Tức là quân nhân Ukraine đang đối xử với quân nhân Liên bang Nga. Thì bản thân Ukraine đang gì ạ? Đang tuyên truyền về hình thức này. Và bản thân Ukraine đang kêu gọi là phi quân sự hóa toàn bộ đất nước Liên bang Nga. Đây đúng là một trong lời kêu gọi ngông cuồng nhất từ đầu chiến dịch cho đến bây giờ. Chưa có một lời kêu gọi ngông cuồng nào bằng lời kêu gọi này. Vậy là xong, sau hơn 10 tháng diễn ra xung đột, người ta cũng thấy được những kịch bản mà tập thể phương Tây đã sử dụng thì nay cũng đang cố gắng để sử dụng triệt để với lại truyền thông của Ukraine cũng như là những người phát ngôn của Ukraine và tập thể phương Tây. Nhưng mà tất cả cách phát ngôn này nó đã quá nhờn luận điệu đối với thế giới rồi. Bởi vì trò chơi tuyên truyền mị dân cố tình cáo buộc vô căn cứ vẫn là con đường mà giới lãnh đạo Diều Hâu phương Tây sử dụng. Họ cứ cáo buộc mà không cần đưa ra bất kể bằng chứng nào. Và cứ thế đè ra là gì ạ? Là phang thôi. Và đương nhiên con đường đơn cực đấy nó không thể tồn tại, hỗ trợ được cho Hoa Kỳ nữa. Thì đây là những gì mà Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận một phần cùng quý vị anh chị và bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị và bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.